Rồi tiếp theo thì con này là Colossodenny, cái này là thương hiệu của Nhật, hàng Nhật luôn, sản xuất Nhật luôn. Con này thì sapphire và cạnh nè ha. Con này thì nam nữ gì đeo chung được. Con này size nó là 35, 35, 3,5 cm ha, anh em tự án chừng. Con này thì để coi cấu hình của nó coi. Colossodenny, nó có số series của nó là 019167, thương hiệu Pháp, chống nước. Giấy này thì như nào không biết hợp chất nó là cái gì đây. Con này mạ vàng, bản gold, bản gold, ngoại hình nó đẹp len ken luôn, nó còn mới toanh nè, chạy pin ha, con này chạy pin, con này chạy pin, trời ơi nó đẹp. Thì con này nam nữ chứ có thể dùng chung được nè. Rồi, con này giá 1,3 triệu nha mọi người. Rồi con này giá 1,3 triệu. Rồi anh em mà có nhu cầu thì gọi cho mình. Mẫu này thì nam nữ dùng được. Nhìn cái dây này nó cổ quá ha. Cái đời cổ nó hay dùng mấy cái dây này. Nó đẹp lắm. Con này nó còn đẹp len ken luôn á. Mà nó vẫn nó lại nằm ở cái mặt hàng đã qua sử dụng cho nên ổng không được tuột như đây ha. Ổng đã qua sử dụng rồi. Rồi anh em có nhu cầu thì gọi cho mình ha.